Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bánh cuốn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là bánh bèo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bánh mộc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu hồng nha. Mình xỏ màu hồng nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu hồng nhé. Màu hồng nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu hồng. Màu hồng sẽ là màu đầu tiên của mình nha mọi người. Đóng cửa vào nha. Mình xỏ màu vàng nhé mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu vàng nhé. Bây giờ mình xỏ màu vàng nhé mọi người. Hả? Đóng cửa bạn nhé. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu vàng nha. Mình đang xỏ màu vàng nhé mọi người. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu vàng nha. Đây nha mọi người, hai màu của mình này. Hai màu của mình đây nha mọi người. Mọi người đây là hai màu của mình nhé. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu xanh. Mình xỏ màu xanh nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu xanh nha. Mưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng em. Chẳng còn một ai đang khóc bên thềm. Còn những cơn mưa bây giờ vẫn nhớ. Giờ mình sẽ xỏ làm màu xanh nước biển nha. Mọi người ơi, mình làm màu xanh nước mình xỏ màu xanh nước biển nha. Mọi người ơi, mình xỏ màu xanh nước biển nhá. Bốn màu của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây bốn màu của mình nha. Đây bốn màu của mình này mọi người. Bây giờ sẽ là màu tím. Bây giờ là màu tím nha. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nha. Đêm dài thêm, nỗi nhớ vẫn vương bàn chiều. Chiều hoàng hôn buông khiến em mơ mộng nhiều. Anh gì ơi, anh đến rơi người yêu này. Chẳng biết có đem lại ai nước cơm này. Và thế là em đã biết nhớ thương. Từng phút ngày gần này đó văn vương. Anh nhờ đâu thế cho em làm quen nhé. Mong cho ta cùng chung lối về. Hết thuộc rồi. Bắt đèn đi, trả lại tâm trí này. Meo 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 meo, trả lại tâm trí tôi đây. Cứ như mèo con tắm mát trong khu vườn nhà. Mọi người ơi, đây là 6 màu của mình nha. Đây là phần 6 màu của mình nhé mọi người. Mọi người ơi, đây 6 màu của mình này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình xỏ màu đỏ. Xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nhé. Màu đỏ. Sau màu đỏ là mình xỏ hạt hình tròn. Mình xỏ hạt tròn nhá mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ hạt tròn nhá. Cái nhà đứa hát bé thôi, giật thể luôn. Mình
mình đang học điện luôn. Tao học giỏi thôi, thôi vậy. Cần nối hai cái dây chập mạch nó vào nhau. Hai cái là nó giật ngay cho chừa. Cứ đợi đấy. Mọi người ơi, mình đang xỏ mọ à hình tròn nha. Mình đang xỏ hình tròn nha mọi người. Mọi người ơi, mình đang xỏ hình tròn nha. Tắt rồi à? Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Mình kết vòng nha. Chẳng muốn sau này hai chúng ta gặp đường nhau sẽ có hơn già. Vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người. Vội cuốn ấm rêu cuồng. Rồi cuối bánh rêu cua. Mọi người ơi, nhạc to quá rồi, làm sao đây, làm sao đây? Thế luôn là nó, thế luôn là to vô vờ. Vòng mình sắp hoàn thành rồi nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Vòng của mình sắp hoàn thành nha mọi người. Mời anh trên 5 nha. Còn edit video của em không phải vì em nói nhiều, cũng không phải em hay ăn nữa, em không vô duyên luôn. Nhưng mà chắc là nó thế. Nhưng mà em không như thế đâu. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Đây là vòng của mình đã hoàn thành này mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mời anh trên 5S ơi, em không nói nhiều. Em không... Đóng lại đi! Em không hề ăn và em cũng không vô duyên. Nhưng mà có người bảo thế rồi đấy. Quay quay. Ơi. Lúc nào cô ai đã lên 13? Cô lúc nào cô nghỉ làm ở đây thì cô lên lớp 13. Lúc nào cô không ra đây làm nữa thì cô lên lớp 13. À. Ôi, lúc nào cô không, cô có làm cái gì?